Bài thuốc mát gan, giải độc hiệu quả với cả gai leo. Nhắc đến cà leo gai thì hầu như tất cả chúng ta đều biết rằng đây là một cây dược liệu vô cùng quý hiếm, có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe, nhất là sức khỏe của gan. Cà leo gai có tác dụng hỗ trợ điều trị rất tốt một số bệnh như gan nhiễm mỡ, xơ gan, viêm gan virus, giải độc gan, nóng gan, vân vân. Tuy nhiên, để hiểu rõ về dược tính và các công dụng của cà leo gai cũng như các bài thuốc nam làm mát gan, giải độc gan của cà leo gai thì không phải ai cũng biết. Video này, mình xin thông tin chi tiết đến các bạn các công dụng của cây cà leo gai. Mời các bạn cùng theo dõi. 1. Cà gai leo là cây gì? Có lẽ rất nhiều người khi đang tìm hiểu về bài thuốc chữa bệnh gan liên quan đến cà gai leo thì đều thắc mắc không biết cà gai leo là cây gì. Sau đây sẽ là một số thông tin cơ bản về loài cây này. Tên gọi là cà gai leo, tên khác là cà vạnh, cà quánh, cà gai dây, cà quýnh. Thành phần hóa học gồm có flavonoid, các dioxygenin, saponin, sterol, alkaloid solasodin và solasodinol, hoạt chất glycoalkaloid. Đặc điểm: thân cây nhỏ, nhiều gai, chiều dài khoảng 6 mét hoặc hơn, thân nhẵn, được phân thành nhiều cành, hóa gỗ, cành được phủ lông mềm mịn hình sao màu trắng, không bị nhám, mặt trên có gai. Hoa vàng trắng, nhụy vàng, có từ 4 tới 6 cánh. Quả mọng, căng bóng, hình tròn, màu xanh lúc xanh. Khi chín đỏ, phần cuống dài tầm 2 cm. Hoa có vào khoảng thời gian từ tháng 4 tới tháng 5, quả có từ tháng 7 tới tháng 9. Khu vực phân bố: chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh miền Trung và một số khu vực miền Nam. Bộ phận dùng: rễ, một số khu vực miền Nam. Bộ phận dùng: rễ, cành lá và quả, có thể dùng tươi hoặc sấy khô. Tính vị: tính ấm, vị hơi the, có hơi độc. Tác dụng của cà gai leo: như đã chia sẻ, cà gai leo có rất nhiều các tác dụng khác nhau. Trong đó, một số tác dụng của cà gai leo điển hình như: điều trị viêm gan, xơ gan, viêm họng, gây ức chế tế bào ung thư, cảm cúm, đau lưng, tê thấp nhức mỏi, đau nhức xương. Các cách sử dụng cà gai leo hiệu quả: có thể nói cà gai leo là một trong những bài thuốc mát gan, giải độc gan mang lại rất nhiều hiệu quả tốt cho sức khỏe. Chính vì thế, số lượng người bệnh tìm đến bài thuốc này ngày càng đông. Vậy, có những cách sử dụng cà gai leo nào giúp mang lại hiệu quả ra sao? Cách 1. Sắc uống cà gai leo. Với cách này thì bạn lấy số lượng cà gai leo vừa đủ rồi sau đó đem rửa sạch với nước. Cho cà gai leo vào đun sôi với 1 lít nước, tiếp tục đun với lửa nhỏ trong khoảng thời gian từ 10 tới 15 phút. Cuối cùng, lấy phần nước ra uống trong ngày. Cách 2. Hãm nước cà gai leo. Nếu bạn không có nhiều thời gian để rắc nước uống thì có thể áp dụng cách hãm nước như sau. Cũng nước như sau. Cũng với định lượng như cách 1, cà gai leo rửa sạch sau đó tráng qua một lần với nước sôi. Cho thêm 0,7 lít nước sôi, đổ vào, hãm trong khoảng thời gian 30 phút trong bình giữ nhiệt và giữ nước ấm để uống trong ngày. Cách 3. Dùng cà gai leo với các vị thuốc khác. Sử dụng cà gai leo để chữa bệnh không chỉ được dùng độc lập mà còn được dùng kết hợp với các vị thuốc khác, tạo nên các bài thuốc chữa bệnh vô cùng hiệu quả. Và sau đây là cách dùng cà gai leo với một số vị thuốc khác. Cà gai leo với mật nhân và xạ đen. Theo các thông tin chúng tôi tìm hiểu được thì y học cổ truyền đã ghi nhận tác dụng của cà gai leo đối với người bệnh viêm gan B. Để thực hiện bài thuốc này, các bạn cần chuẩn bị: cà gai leo 30g, cây xạ đen 30g, rễ cây mật nhân 10g. Với các nguyên liệu đó thì bạn mang rửa sạch, cho tất cả vào sắc chung với 1 tới 1,5 lít nước. Sau đó, nước sắc đó dùng để uống trong ngày. Vị thuốc kết hợp với cà gai leo với mật nhân và xạ đen có mùi thơm nhẹ, vị hơi đắng nhưng không hề khó uống. Ngoài cách trên thì người bệnh có thể hãm nước và dùng để uống thay nước hàng ngày. Cà gai leo với cây an xoa và cây bán chi liên. Đối với các bệnh nhân xơ gan cổ trướng thì áp dụng bài thuốc cà gai leo với cây an xoa và bán liên chi sẽ có những hiệu quả bất ngờ. Bài thuốc này như thế nào? Bao gồm cà gai leo 30g, cây an xoa 30g, cây bán liên chi 15g. Với bài thuốc này, tất cả các vị thuốc mà bạn đã chuẩn bị mang rửa vào sắc chung với 1 lít nước.
đun đến khi cạn chỉ còn 500ml thì chia làm 3 lần uống vào sáng, trưa và tối sau mỗi bữa ăn. Trường hợp đối với các bệnh nhân mà ăn uống ít thì khi sắc nên để cạn hơn. Với bài thuốc này, bệnh nhân cần phải có sự kiên trì sử dụng trong khoảng thời gian từ 2 tới 3 tháng sẽ nhận thấy những chuyển biến tích cực và sức khỏe của gan sẽ dần được phục hồi. Cà gai leo với giả cổ lam. Bài thuốc cà gai leo với giả cổ lam có tác dụng hạ men gan, điều trị gan nhiễm mỡ hiệu quả. Theo kinh nghiệm sử dụng thuốc và chữa bệnh thì chúng tôi thấy rằng bài thuốc này sẽ mang lại hiệu quả rất tốt nếu như bạn áp dụng đúng cách và đúng liều lượng. Chi tiết về bài thuốc này thực hiện như sau. Cà gai leo 30g, giả cổ lam 30g. Hai thành phần này đem sắc chung với 1 lít nước và dùng liên tục trong vòng 1 tháng, bạn sẽ thấy tình trạng bệnh gan nhiễm mỡ được cải thiện rõ rệt. Video này đã gửi tới các bạn một số thông tin chia sẻ về cà gai leo và tác dụng, cách sử dụng và hiệu quả của nó trong việc chăm sóc và phục hồi chức năng gan, mát gan, giải độc gan. Tuy nhiên, dù là bài thuốc tốt mang lại hiệu quả cao trong điều trị bệnh, nhưng trong quá trình sử dụng, các bạn cũng cần theo đúng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.